Đội Dạy Thái Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đội Dạy Thái Huyền. Hôm nay Đội Thái Huyền sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng các em đổi cơm Tiger dung tích 1,5 lít về mã JKF và KR các bác nhé. Và chúng ta thấy rằng em này là happy nên chúng ta có thể chỉnh được về giờ Việt Nam mình luôn bằng cách là ấn nút giờ này. Đó, ấn nút giờ lên về giờ hiện tại của Việt Nam mình thì chúng ta sẽ sử dụng được cái chế độ nấu hẹn giờ. Còn nếu như chúng ta không ấn nút giờ thì đồi vẫn hoạt động bình thường thôi. Đó, cơm vẫn ngon cho các bác nhé. Đó. Chúng ta đấy, sau đó chúng sẽ ấn chọn ấn menu một trong hai cái mũi tên đi lại này. Rồi, và nồi mặc định ở chế độ gạo trắng và chúng ta sẽ ấn nút nấu ở đây. Đó. Và chúng ta thấy rằng là cái em nồi này là một cái em nồi cơm son gốm nên có thể nấu được ở chế độ cơm cháy. Đó. Nhận lệnh nấu cho các bác nhé. Tắt đi này. Và chúng ta sẽ chỉnh cái chế độ cháy ở đây. Chúng ta nhìn thấy đây, đây chính là chế độ cháy, một là không cháy đây. Hai là cháy vừa này. Và ba là cháy nhiều hơn nữa đấy, mà thấy em này thì hơi bờ một xíu là cháy cứng hơn nhất của em đó, đúng không? Thông thường chúng ta sẽ để bột đấy thôi. Ngoài cái chế độ gạo trắng vừa nãy ra, chúng ta có thể chọn sang chế độ khác bằng việc là ấn mũi tên chế độ nấu nhanh này, nấu đây, tắt này. Bên cạnh nấu nhanh đó chính là gì ạ? À, chế độ cơm cơm ngon. À, gạo này là một cái loại gạo đặc biệt của Nhật Bản đó. Đây chế độ nấu cháo đây. Và ngoài cùng bên phải là chế độ nấu cháo, ấn nút nấu nhé. Rồi tắt đi. Ngoài ra có cả chế độ nấu sôi luôn này, là cái hàng thứ hai trên cùng. Ngoài cùng này. Đó. Ấn nút nấu đi thì đó là nấu sôi luôn. Tắt này. Tiếp theo là gạo lứt này. Cháo gạo lứt này. Và gạo lứt K3 này. Cũng như là phân chia cơm này. Hè nấu ăn này, nấu ăn thì khoảng 60 phút. Tùy thôi, chúng ta sẽ chỉnh về cái thời gian nấu ăn, tăng giảm bằng nút giờ phút này. Đấy đúng không ạ? Nấu ăn này chúng ta có thể là đinh hầm đấy ạ. Và dưới cùng đây là chế độ vệ sinh đồ, rất là hay đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chọn tương ứng ở trên màn hình này thì chúng ta sẽ chọn nút nấu đây là được thôi các bác nhé. Tắt đi. Ủ hâm nóng đây, sáng đèn luôn này. Tắt đi. Chọn chế độ ủ, ủ liên tục hay là ủ bao nhiêu thời gian. Thời gian đây rồi. Ngoài ra chúng ta sau khi đã chỉnh về giờ Việt Nam của mình rồi thì chúng ta sẽ dùng được cái chế độ hẹn giờ nấu. Đây, trước khi hẹn giờ nấu chúng ta chỉnh về thời gian của Việt Nam mình. Sau đó là ấn menu để chọn về cái chế độ chúng ta muốn nấu. Tất nhiên là chế độ nấu nhanh thì sẽ không dùng được chế độ hẹn giờ các bác nhé. Hẹn giờ đây này, hẹn giờ 1, hẹn giờ 2. Đó. Chúng ta sẽ tăng thời gian lên. Đó. Ví dụ như 11 giờ 30 phút có cơm ăn chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chỉnh giờ và phút về 11:30 phút, sau đó ấn nút nấu. Và chúng ta thấy rằng là đồ đã nhận lệnh ở chế độ hẹn giờ, sáng đèn màu xanh rồi này. Và nấu ở chế độ gạo trắng, 11:30 phút là sẽ hoàn thành các bác nhé. Sẽ hoàn thành cái chu trình để nấu cơm cho cái em nồi này. Và trên đây Đội Dạy Thái Huyền đã hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể các bác cách sử dụng cái em nồi cơm Tiger cao tần son gốm với công nghệ cơm cháy tùy chỉnh mức độ cháy mã JKF và KR. Ngoài mẫu nồi ra Đội Dạy Thái Huyền còn rất nhiều mẫu nồi cơm khác nữa các bác. Nếu như chúng ta đang sở hữu một em nồi cơm mà không biết cách sử dụng thì chúng ta hãy comment phía dưới để Đội Dạy Thái Huyền sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bác. Cũng như bác nào đang sở hữu một cái em mã JKF và KR này mà chưa biết cách nấu, chưa có bản dịch tiếng Việt thì cứ nhắn qua Zalo Đội Dạy Thái Huyền sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bác nhé. Ngoài ra các bác hãy ấn nút like cũng như là ấn đăng ký để cổ vũ động viên tinh thần Đội Dạy Thái Huyền để chúng ta thể nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh Đồ Nhật Thanh Huyền gửi tới toàn thể tất cả các bác yêu hàng Nhật. Video xin phép được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo Đồ Nhật Thanh Huyền.